Mời quý vị và các bạn cùng với chương trình của kênh Cây Cảnh và Cuộc Sống ghé thăm hợp tác xã hoa và cây cảnh Thăng Long. Vâng, chúng ta cùng đến với một tác phẩm hoa đỗ quyên rất đẹp. Vâng, bộ đế rất tuyệt vời luôn. Đây này là vừa thay đất cho anh em nhé. Anh em mình sang không bán được cây nào quá. Giá về chứ đừng răng hàng dưới. Sao vẫn quay đấy? Anh cứ giới thiệu lên thôi. Bác hỏi thế thì nó... Anh cho xin kích thước cây đỗ quyên này mà, đẹp quá. Đây là cây đỗ quyên Nhật anh em nhé. Cây này báo cây này có hoành là 30-31 cm. Hoành 31. Cao là 50 cm. Cao là 50. Tàn 65 cm. Vâng. Này báo anh em 38 triệu. Vâng. Bao ship cho anh em toàn quốc. Đây là đỗ quyên Nhật, loại này loại hai hoa nhé. Hoa hai màu. Hoa hai màu. Trắng hồng. Vâng, bộ đế rất tuyệt vời luôn. Cầm kéo bấm một cái này thôi. Bán cây chậu. Vâng, tiếp tục chúng ta cùng đến với một cây. Cây này cây sam trái anh nhập. Cây này cây sam trái. Cây này mà bà con mang về làm tiểu cảnh thì cây này phải lên được 25 triệu. À. Nhưng do các nghệ nhân ở đây làm giàu rồi không làm nữa và bán cho anh em. Và cây này hôm nay chào bán với anh em là 8 triệu thôi. Vâng, đây trái đây này. Quý vị bà con này, trái rất nhiều luôn ạ. Cây này làm tiểu cảnh đẹp mà. Cây sam trái nó khỏe. Rồi, ui giời, chi chít trái luôn. 8 triệu cây này thì phải nói là quá hợp lý. Vâng. Anh cho xin cái kích thước cái này vậy. Cây sam trái mấy chục năm rồi, 8 triệu. Hoành đo chỗ cổ này là 40 cm này này. Cây này là của bác sĩ Xứng gửi Trần Hiệp giao lưu báo 8 triệu anh em nhé. À. Anh em nào có duyên thì cứ chốt. Vâng, cây rất là già luôn. Cây sam trái. Cao là 64. Vâng. Tàn là 56. Đây này, quay sát đây cho anh em xem trái nhiều lắm đây này. Vâng, em như thế rồi. Vừa quay cho quý vị và con mình chẳng có thấy cây sam trái nào mà nhiều quả mà lại báo giá có 8 triệu này. Mình chẳng biết là bác ấy bán cho vui hay nào. Đây này, quả chi chít. Cây này nằm tiểu cảnh mới bán được. Giá rất cao. Đây, quả kín trong thân. Cây này về là có kiếm được vài hộp sữa đó. Đây. Anh em nào kết thì cứ liên hệ với Nguyễn Sang hoặc Trần Hiệp nha. Vâng, còn đây là một cây vọng cách này. Đây cây vọng cách. Tháo rồi, cây này tháo rồi. 8 triệu rồi. Còn cây này bán 7 triệu nữa là bán hòa vốn cho anh em. À. 7 triệu ạ. Cây này cây vọng cách, cây này báo anh em là 7 triệu nhé. Cây đẹp quá, cây già. Cây này hoành là 64 chỗ này này. Cao 55. Vâng, tàn là 70. Ui, mặt này là mặt chính đẹp nhất. Chắc là buổi chiều tối rồi nó nhộm nhạm anh Nghiệp chắc cũng đói rồi nên báo nhầm mới sao chứ. Rất là tuyệt vời, giá chỉ có 7 triệu đồng ạ. Đây thì em quẩy cái bộ bệ này. Bộ bệ tuyệt vời luôn. Hiếm có, khó tìm đấy ạ. Vâng, và bây giờ chúng ta tiếp tục với một tác phẩm anh Hiệp sẽ trình bày. Thì giới thiệu với anh em đây là một bộ tiểu cảnh thiên nhiên thu nhỏ. Được các nghệ nhân của hợp tác xã chúng tôi làm trong vừa rồi là 15 ngày mới xong. Đây một trong những nghệ nhân chuyên thiết kế non bộ của chúng tôi rất nổi tiếng, đó là bác Nguyễn Trung này. Đã lên video rất nhiều lần rồi.
Và như bác chia sẻ là cái bể này của bác là bể thứ 28 à? Bể thứ 28. Một trong những chuyên gia là trên số điện là lúc nào đóng máy để các nhà vườn gọi về để làm tiểu cảnh cho các nhà vườn có các bác có nhu cầu đam mê nghệ thuật. Cá nó đẹp lắm này. Và giá này thì cũng giới thiệu với anh em là có một cái giá là nó rẻ tưởng chừng như để tắc nhau thôi. Bởi vì giới thiệu với các bạn cái bể này là Trần Hiệp đặt 4 triệu bể đắp tay. Đây vẫn là một cái bể, nhưng riêng cái bể này là 4 triệu nhưng không phải để bổ. Bể khuôn là 800 nghìn đâu, bể này là 4 triệu. Cộng với một bộ tiểu cảnh này mà giá chỉ có 3 triệu 500 ngàn nữa là 7 triệu rưỡi. Nếu anh em nào kết thì liên hệ trực tiếp với Trần Hiệp. Vâng, cái này cô bao ship cho anh vì cái này em thấy nó to nặng đấy. Cái này nếu anh em ở khu vực Hà Nội Trần Hiệp bao ship. Vâng. Mất vào khoảng cỡ 600 nghìn tiền xe. Vâng. Nhưng nếu Sài Gòn thì chúng ta sẽ đàm thoại 7 triệu 500 ngàn. Vâng, bao ship toàn khu vực Hà Nội. Đây để em quay kỹ mặt sau cho quý vị và con. Vâng, tiếp tục chúng ta cùng đến với một cây linh sam. Linh sam. Vâng. Một cây này, một cây linh sam nó đẹp, phải nói có cái dáng đẹp mê hồn này. Anh em nào có hay theo dõi cái video của nghệ nhân Trần Thắng không? Nói về cây hoa linh sam này này. Đấy, cây này nó cùng có những cái dáng vóc và nó không thể bằng cây của Trần Thắng được, nhưng mà nó cũng 19-10. Giá cây này thì Trần Hiệp cũng báo nhanh cho anh em là bằng 7 triệu. Vâng, anh cho xin cái kích thước vậy ạ. 7 triệu. Hoành nó là 50 cm. Vâng, hoành 50. Cao 55. Cao 55. Tán đổ là 1 mét. Vâng. 7 triệu bao ship cho anh em toàn quốc rồi. Cái chậu em tính vào gần triệu rồi. Lại còn bao ship nữa. Vâng, cây giá rất hợp lý luôn. Đây em quay kỹ mặt sau cho quý vị và các bác cùng xem. Vâng, có bác nào kết chốt cây này thì có thể liên hệ theo số điện thoại của anh Hiệp. Rất đẹp. Kiểu như tản vân trên đỉnh núi. Vâng, tiếp tục chúng ta cùng đến với một cây tùng Na Hán. Đây là cây tùng Na Hán ta nha anh em nhé. Anh Sa đứng quay xa ra, quay rộng ra cho anh em nắm kỹ toàn tổng thể cây tùng, cây đẹp lắm. Xong rồi tiến này gần, Trần Hiệp sẽ đo số đo nhé, xong rồi quay rộng nhé. Hoành thân là được 22 cm, 21 cm. Hoành thân 21 cm, tàn bay là 1m4. Chiều cao là 70 cm. Giá báo anh em cây này là 10 triệu. Cây này báo với anh em 10 triệu, anh em nào kết thì liên hệ trực tiếp với Trần Hiệp nha. Một trong những cây tùng Na Hán rất đẹp, tùng ta đấy. Cây rất là già luôn. Vâng, để tiếp tục chúng ta cùng đến với một cây nguyệt quế. Đây giới thiệu anh em đây một cây nguyệt quế có cái dáng lùn được nha. Dáng này kiểu như là dáng lang này. Dáng tàn thông này. Sẽ đo cho anh em cái hoành này. Hoành đây là được 47 cm. Vâng, hoành là 47. 47 cm. Chiều cao được 50 cm. Vâng.
tàn được 70 cm. Cây rất là đẹp. Giá báo với anh em là 9 triệu đồng. Vâng, 9 triệu một tác phẩm hoa nguyệt quế này. Rồi tiếp tục chúng ta cùng anh Hiệp giới thiệu một bộ cái bộ trường kỷ của Huế đúng không anh nhỉ? Em nhìn thấy hoa giống theo lối kiến trúc cung đình Huế. Vâng. Đây là đục bằng tay anh em nhé. Kết hợp với cả máy nhưng mà đục tay thì nhiều hơn. Vâng. Nước hoa văn chạm trổ rất là thì sắc. Phô qua cho anh em một chút. Này chiều dài của cái ôi này là được 1m95 này. Chiều dài của đoạn là 1m95. À. Chiều dài của đoạn là 1m95. Rộng là được 55 cm. Vâng, rộng của ghế là 55 cm. Rộng là 55 cm. Rộng là 55 cm. Cao là 1m05. Vâng, cao 1m05. Cao là cao là 1m, dài 1m95. Vâng. Cái mặt bàn là rộng là 60 cm. Dài là bằng 1m27. À. Cao là bằng 7, cao là bằng 79. Vâng, 79 cái chiều cao của cái bàn này. Giá báo anh em bộ này bằng 38 triệu. Bao ship cho anh em. Anh Sang sẽ quay thật kỹ vào cho anh em. 38 triệu. Anh em liên hệ trực tiếp với Trần Hiệp hoặc là Nguyễn Sang nhé. Hoặc là Trần Hoài. Ba số điện chúng tôi thường trực trên các trang YouTube. Một là của cây cảnh và cuộc sống. Hai, mạnh bonsai. Ba, châu Gia Long. 4. Hương sắc đô sinh. Vâng, đường đục rất là tinh xảo. Quá đẹp luôn nhỉ, phải nói nào. Đó là các cái độ nét của những bộ ghế của các nghệ nhân đây đục. Cái này là gỗ gì anh nhỉ? Cái này bằng gỗ gụ. À vâng. Một trong loại gỗ rất quý